Kính chào quý thính giả đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ ngày 3 tháng 11 năm 2023 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.com. Mở đầu bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 11, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời và Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp của Hà Lan đã ký kết và trao đổi ý định thư tài trợ gói tín dụng 90 triệu đô la Mỹ, tức hơn 2.100 tỷ đồng để sản xuất nông nghiệp bền vững, được diễn ra tại Hà Nội. Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, sự hợp tác của hai bên nhằm mục tiêu cải thiện đời sống nông dân, đảm bảo an ninh lương thực, huy động vốn tư nhân, tăng cường khả năng thích ứng khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính. Thưa quý thính giả, sáng 2 tháng 11, Tế, mô hình phở ép, trà sữa Phúc Ti và Spa Care With Love của ba doanh nghiệp Việt Nam vừa hoàn tất thỏa thuận nhượng quyền cho các đối tác tại Philippines. Dự kiến cửa hàng Care With Love đầu tiên tại Philippines sẽ được mở trong 2 tháng tới và quý 1 năm 2024 mở thêm 3 cửa hàng. Trong khi đó, đối tác nhượng quyền của thương hiệu Phúc Ti sẽ mở khoảng 20 cửa hàng trong năm 2024 tại thủ đô Manila. Tương tự, phở ép sẽ bắt đầu cùng đối tác mở cửa hàng nhượng quyền đầu tiên vào quý 1 tới. Thưa quý thính giả, sáng 3 tháng 11, giá vàng trong nước tăng trở lại theo chiều thế giới. Vàng miếng SJC tại cửa hàng Mỹ Hồng được mua vào 69,95 triệu đồng và bán ra 70,5 triệu đồng, giảm 50.000 đồng so với hôm qua. Trước đó, cuối ngày 2 tháng 11 công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, SJC cũng giảm nhẹ giá vàng miếng xuống còn mua vào 69,95 triệu đồng và bán ra 70,65 triệu đồng, vàng nhẫn 4 số 9 được mua vào 58,7 triệu đồng và bán ra 59,65 triệu đồng. Như vậy, vàng nhẫn SJC hiện thấp hơn vàng miếng cùng thương hiệu 11 triệu đồng mỗi lượng. Tiếp theo chương trình là những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, một vụ bắt cóc kỳ lạ xảy ra hôm 21 tháng 10 tại Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu. Vợ chồng anh Liêu, bố mẹ của bé ghé cùng đến trang trại làm việc nên quyết định mang con theo cùng. Để con gái nằm ngủ dưới gốc cây, anh Liêu kể lại, chỉ một phút sau, khi tôi quay lại thì phát hiện con đã mất tích. Cảnh sát địa phương ngay lập tức quy động đội tìm kiếm quanh khu vực đứa trẻ được nhìn thấy lần cuối. Đội tìm kiếm đi sâu vào rừng và gọi to tên bé gái. Cùng lúc đó, mẹ của cô bé nghe thấy một âm thanh phát ra từ phía ngọn núi gần đó, giống như tiếng con gái mình. Sau 2 giờ lần theo tiếng nói, cảnh sát tìm thấy bé gái trên một cái cây gần rìa vách đá cao 30 mét so với mặt đất. Bé gái chỉ bị vài vết xước trên người, trông như vết móng tay của khỉ. Thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 11, nhà đấu giá Christie's cho biết, viên kim cương màu xanh lam đẹp không tì vết và lớn nhất có thể được bán với giá 50 triệu đô la Mỹ tại phiên đấu giá các đồ trang sức quý hiếm tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 7 tháng 11 tới. Viên kim cương màu xanh này có tên gọi là Le Royer, được đính trên một chiếc nhẫn và là một trong những viên kim cương hiếm nhất được tìm thấy. Ông Rahul Kedekia, trưởng bộ phận đấu giá trang sức toàn cầu Christie's cho biết, viên kim cương đặc biệt quý hiếm bởi có trọng lượng lớn nhất thuộc loại này với 17,6 carat. Đây cũng là viên kim cương hoàn hảo nhất với màu sắc đẹp vô cùng tự nhiên. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, thời gian giải khối rubik trung bình là 5,97 giây sau 5 vòng đấu của bé Kixian, đến từ tỉnh Giang Tô Trung Quốc đã giúp em trở thành nhà vô địch và là nữ thí sinh đầu tiên giải được trong vòng 6 giây. Kỷ lục được thiết lập ở giải rubik mở rộng quốc tế của Hiệp hội rubik thế giới tại Singapore hồi tháng 9. Kixian bắt đầu thích giải rubik khi 2 tuổi và nhìn thấy trong lớp học của anh họ. Sau một năm anh hướng dẫn, cô bé được bố mẹ thuê huấn luyện viên riêng và bắt đầu chăm chỉ hơn với bộ môn này. Để giúp Kixian cải thiện thành tích, cả gia đình em cũng bắt đầu học chơi bộ môn giải rubik nhanh này. Họ thậm chí còn tham gia vào các cuộc thi dành cho người lớn. Thưa quý thính giả, sáng nay 3 tháng 11, Trung đoàn 885 và Tiểu đoàn 70 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Thọ ở thôn Tân Quý, xã Tam Vinh, Phú Ninh. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 diện tích 80m² hoàn thành với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 885 và Tiểu đoàn 70 hỗ trợ 80 triệu đồng và hơn 50 ngày công lao động. Ông Nguyễn Ngọc Thọ là con liệt sĩ, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà cửa xuống cấp. Ngôi nhà mới giúp gia đình có nơi ăn chốn ở ổn định và nơi thờ tự, hương khói cho liệt sĩ. Tại buổi bàn giao nhà, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn 885, Tiểu đoàn 70 và xã Tam Vinh trao tặng nhiều phần quà cho gia đình ông Thọ.
Thưa quý thính giả, đi lên một ngọn đèo cao khoảng 500 mét, vượt qua một con đường uốn cong mềm mại theo núi rừng như một dải lụa, ta sẽ đến được một điểm dừng chân vô cùng lý tưởng. Đó là Quy Hòa, nơi xưa kia thi nhân Hàn Mặc Tử từng an dưỡng và yên nghỉ nghìn thu. Bất cứ ai cũng phải bất ngờ và chạnh lòng trước vẻ đẹp bình dị, an nhiên và lặng lẽ của nó. Quy Hòa giống như một xứ sở hoàn toàn khác, không thuộc về thành phố nào, không phải là một làng quê mộc mạc, nó vừa quy nguy với những nhà thờ, tượng đá, vừa bình dị với những thảm cỏ và những đàn bò, lại vừa mang đậm nét cổ kính hoài niệm trên những mái nhà những bức tường đã lỡ lói, rêu phong. Đặc biệt ở Quy Hòa có những hàng cây đẹp say đắm lòng người, chúng đứng đều hai bên đường và miệt mài trút lá trong những ngày đông. Thưa quý thính giả, Dubai Land là một khu liên hợp giải trí được xây dựng ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thuộc sở hữu của Tarqir thuộc sở hữu của Dubai Holding. Khi được công bố vào năm 2003, đây là một trong những phát triển giải trí đầy tham vọng nhất từng được đề xuất ở bất cứ đâu trên thế giới với chi phí 64,3 tỷ đô la. Nhưng sự phát triển đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu và khủng hoảng tài chính của Dubai. Sự phát triển đã được giữ lại trong năm 2008 nhưng tiếp tục vào giữa năm 2013. Cập nhật trong năm 2013 cho thấy rằng 55 tỷ đô la đã được nâng lên cho các công trình. Dubai Land là một công viên giải trí đứng đầu trong tất cả các công viên giải trí, có diện tích gấp đôi Disney World và được dự đoán là điểm thu hút khách du lịch lớn nhất trên trái đất, với ước tính 200.000 du khách dự kiến sẽ đến thăm Dubai Land mỗi ngày. Dự án được công bố vào năm 2003, cho đến nay khoảng 55 tỷ đô la Mỹ đã được chi cho việc xây dựng công viên Dubai Land. Quý thính giả thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 6 giờ sáng mai. Thân mến chào tạm biệt.